Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin là ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục là cập nhật cho quý vị là những cái thông tin là liên quan tới những cái vấn đề là của tỉnh Thất Bồng Lai. Theo quý vị cũng biết thì cái vấn đề của tỉnh Thất Bồng Lai là mấy ngày nay hầu như nó rất là nóng quý vị nó cũng rất là căng thẳng. Có nhiều tình tiết và nhiều cái bằng chứng đã khiến cho tỉnh Thất Bồng Lai hiện tại gặp rất là nhiều bất lợi. Theo quý vị cũng biết là cơ quan chức năng thì người ta cũng ra cái quyết định là truy nã cái bà Lê Thu Vân, đúng không quý vị? Thì hiện tại thì bà ta đã đi đầu thú với cơ quan chức năng. Và quý vị cũng biết là cơ quan chức năng người ta cũng đã xét nghiệm và người ta cũng ra những quyết định là xét nghiệm lại ADN. Và bắt đầu người ta cũng đã tìm được những cái loại mà thuốc đó quý vị, hoặc là những cái giấy mà khám thai, hoặc là những cái que thử thai tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, thì quý vị thấy không, cái sự việc càng ngày thì nó càng là nóng, đúng không quý vị? Cơ quan chức năng lúc đó thì người ta chỉ xử là tỉnh Thất Bồng Lai là một cái vấn đề là chủ yếu là xúc phạm đó, liên quan những vấn đề là 331, là những cái buổi live stream thôi, hoặc là phát trực tiếp gì đó 5 cái clip thôi, đã cho mức án đó là 5 năm là cao nhất, hay một người 4 năm 3 năm gì đó, rất là nhiều người. Rồi thì mấy ngày nay quý vị cũng thấy không, rất là nhiều cái thông tin mà cơ quan chức năng người ta đã lật lại những cái vụ án, như là đang chuẩn bị thì làm thêm những cái vụ án là lụm lon, hoặc là những cái vụ án lừa đảo. Nên thì quý vị thấy là bà Lê Thu Vân thì cũng đã bỏ trốn. Rồi sau này thì bà ta cũng biết là không thể nào mà trốn thoát được những cái vấn đề đó nữa. Cơ quan chức năng mà đã ra lệnh truy nã thì bà ta đã biết không thể nào mà trốn thoát. Rồi bà ta đã ra đầu thú. Rồi những cái thông tin mà em muốn chia sẻ cho quý vị đây nè, nó mới thật sự là hay. Bà quý vị cũng biết là bà Cao Thị Cúc thì cũng đã bị mức án là 3 năm 6 tháng tù, đúng không quý vị? Rồi bà ta cũng hình như em cũng nhận được cái thông tin là cái bà Cao Thị Cúc này cũng đã khai nhận với cơ quan chức năng về những cái vấn đề là liên quan về những cái vụ việc là những giấy siêu âm và những cái lọ ve thử thai trong tỉnh Thất Bồng Lai với cơ quan chức năng. Đó, thì bây giờ quý vị thấy không, cơ quan chức năng người ta mới bắt đầu lật lại những cái vụ án, những cái vấn đề là loạn lưng hoặc là lừa đảo. Thì hầu như những người trong tỉnh Thất Bồng Lai này người ta đã biết sợ rồi. Một số giả tu hoặc là bà Cao Thị Cúc gì đó, chắc người ta đã biết sợ rồi, bắt đầu người ta đã ra lên và người ta đã khai nhận với cơ quan chức năng. Thì chuyến này thì chắc chắn thì có thể là toàn rồi nội ơi. Đó. Rồi quý vị đấy, kết quả xét nghiệm ADN bây giờ người ta đã làm lại, là người ta xét nghiệm lại từ đầu nữa. Đó, toàn lần hai nữa rồi nội ơi. Nó rất là rõ ràng, đúng không quý vị? Hèn chi quý vị nhìn đi, quý vị cứ để ý nè. Trong khoảng 1 đến 2 ngày nay, mấy cái kênh mà YouTuber hoặc là một số là kênh luật sư bẩn bựa đó quý vị, có còn mà lên trên mạng xã hội là mạnh miệng là bảo vệ cho tỉnh Thất Bồng Lai hay không? Như quý vị cũng biết là cái cô Quỳnh Heo mình cũng vậy, cô ta cũng từng lên tiếng nè, bảo vệ cho tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều, đúng không quý vị? Nhưng từ lúc mà tỉnh Thất Bồng Lai bị xử kết án và xử thêm, đang điều tra thêm những cái vấn đề loạn lưng lừa đảo, hầu như là cái cô Quỳnh Heo này không lên trên mạng xã hội nói về những cái vấn đề đó nữa, không nói giúp đỡ, không nói giúp đỡ cho những người trong tà am nữa, là chỉ nói vòng vòng xoay quanh những cái câu chuyện là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai thôi, không dám đi vào sâu những cái vấn đề nữa. Tại vì bị biết là cái cô Quỳnh Heo mình cũng đã từng bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và đã khóa mõm cô ta về cái vấn đề là liên quan tới drama của bà Nguyễn Phương Hằng, là hoặc là liên quan tới cái cô VO gì đó, cũng bị cô này thưa kiện, là gửi những lá đơn kiện là lên cơ quan chức năng. Rồi thì bây giờ quý vị thấy là cô ta thì đâu có dám lên, nói chung lên nữa thì sẽ bị là cơ quan chức năng người ta mời nữa thì sẽ bị trị tội sao? Một lần đầu tiên thì người ta đã không ấy rồi, người ta đã cho về nhà rồi. Rồi còn bây giờ thì nếu mà lên làm một lần nữa thì sẽ đến những cái vấn đề là 331. Đó là một người đầu tiên, đúng không quý vị? Rồi cái người thứ hai thì quý vị, em cũng muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị cũng biết là cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình cũng nói vậy. Từ khi là cô ta đi, từ lúc mà cô ta đi làm việc với liên đoàn luật sư về và cô ta nhận được những cái thông tin là bà Lê Thu Vân thì đã ra đầu thú, và bà Cao Thị Cúc cũng có những lời khai mới đến cơ quan chức năng, thì bà này cũng có đó những cái biểu hiện là muốn trốn tránh và không muốn là lên trên mạng xã hội để phát trực tiếp
hoặc là muốn giao lưu cùng khán giả nữa. Nói chung là những người này có hầu như là có những cái sự trốn tránh đó, rất là rõ ràng. Rồi quý vị thấy là anh thám tử cung mình nè, là đưa ra rất là nhiều những cái thông tin mà liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai. Nói chung á, em nể là nể anh thám tử cung mình thiệt quý vị. Không biết á, nhiều cái thông tin và nhiều cái bằng chứng là ở đâu mà lâu lâu á là cái anh thám tử cung này lại đưa ra nhiều cái lý do, là nhiều cái thông tin là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai. Không biết quý vị có suy nghĩ không à, hay sao là anh thám tử cung mình có thể là có nội gián ở trong đó không quý vị? Chứ lâu lâu lại quý vị thấy anh thám tử cung mình có rất là nhiều những cái thông tin nóng hổi mà đã liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, như cơ quan chức năng là vừa ra quyết định đó, là anh ta cũng rất là nhanh nhạy là nhảy bén trong công việc, là xác định được những cái thông tin, những cái vấn đề đó. Thì em ủng hộ là anh thám tử cung mình nói về tỉnh Thất Bồng Lai. Tại vì quý vị nghĩ đi, tỉnh Thất Bồng Lai là sai hoàn toàn 100% rồi, không có đường nào mà rõ ràng hết. Anh ta lên phân tích và phản biện, đưa ra rất nhiều thông tin và bằng chứng cho cơ quan chức năng về tỉnh Thất Bồng Lai thì mình rất là ủng hộ. Còn nhưng mà thí dụ quý vị biết, anh ta mà bu bám về những vấn đề khác, hoặc là nói về những nang YouTube, hoặc là nói là một số người nào mà có thể là thuê người hoặc là đến nhà anh ta để tấn công nhà anh ta, thì những cái thông tin đó hoàn toàn không thể nào mà chấp nhận và tin tưởng được. Tại vì quý vị cũng biết, những cái chiêu trò thì của anh thám tử cung mình nó rất là rõ ràng đó, chỉ yếu là lên trên mạng là lừa, là nói là tôi bị người này tấn công, tôi cũng bị người khác tấn công. Thì quý vị cũng thấy từng nói là tỉnh Thất Bồng Lai thì cũng thuê người tới nhà anh ta tấn công. Còn cái thông tin mà có thuê người hay không thì em không có xác nhận được. Nhưng thì em cũng không có nói là tỉnh Thất Bồng Lai là có thuê, và cũng không nói là anh thám tử cung mình. Thì dàn dựng kịch bản cái đó thì thấy do hai bên làm ra. Nhưng mà theo khách quan của em nhìn nhận được đó quý vị, thì có thể là anh thám tử cung này dàn dựng những kịch bản đó. Tại vì trong cái thời điểm đó quý vị biết đó, rất là nhạy cảm. Cái thời điểm đó rất là nóng, không thể nào mà tỉnh Thất Bồng Lai có thể là dám manh động đến như vậy, đúng không vị? Người ta đã bị những cái quyết định là về những cái vấn đề là liên quan tới pháp luật rồi, thì người ta sẽ không đến ngu dại gì mà người ta đi gây chuyện với anh ta để cho tội nặng thêm nữa. Đó thì suy nghĩ, em suy nghĩ một hướng là có thể là anh thám tử cung thì sẽ dàn dựng những kịch bản đó để nhằm muốn hãm hại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo vị cũng biết, không cần anh ta phải chơi những cái chiêu trò mà để hãm hại tỉnh Thất Bồng Lai đâu. Tại vì quý vị biết, cơ quan chức năng người ta đã có rất là nhiều những cái bằng chứng và rất là nhiều những cái thông tin là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, đã đủ để những một dàn số anh, những dàn luật sư như luật sư Vũ nè, luật sư Vlog, đã đủ người, đủ khả năng để là tiêu diệt tỉnh Thất Bồng Lai rồi. Không cần anh phải góp những cái ý kiến mà anh tự làm ra ơn, anh cần bịa những câu chuyện ra dẫn dắt dư luận, khiến người ta tin tưởng, lầm tưởng rất là nhiều, đúng không quý vị? Rồi thì nói chung thì cái thông tin mà ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Tại vì em thấy cái thông tin mà liên quan tới bà Cao Thị Cúc hiện tại nó rất là nóng, nó rất là căng. Và liên quan tới bà Lê Thu Quân thì đã đầu thú và cũng đã chơi những cái chiêu trò như là bị bệnh như thế này thế nọ. Thì mình cũng phải đợi như là cơ quan chức năng là có những cái kết quả là xét nghiệm là bà này có bị bệnh thật hay không nghe quý vị. Chứ mình không thể nào mà nghe theo một hướng là của bà ta được. Đó, nó rất là rõ ràng là chỗ đó. Rồi, thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em bây giờ này nó mắc đội sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em nó có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.